Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại chào tất cả các cháu nha. Chào các cháu nha. Hiện tại thì Hải đã Dũng giữ đúng như lời hứa là đưa em Nga Sumo, em M Food xuống và anh Phúc, chị Thảo xuống thăm Bảo Tân Vlog các bạn ạ. Thì hôm nay phải nói khi con nhìn thấy bà ở ngoài như này ấy. Vâng. Còn ngày xưa con rất là hâm mộ xem những video của bà. Vâng. Vâng. Với cả mấy cái cháu nhà con là đứa nào nó cũng hâm mộ. Nên là nhưng hôm nay xuống đây con thấy bà phải nặng ngang cơ cả Nga Sumo bà nhỉ. Bây giờ là bà lên 3 cân rồi. Bây giờ là 35 cân rồi. Bây giờ bà hẳn 35 cân. Lên 35 cân rồi. Vâng. Thế hôm nay bà có thể tiết lộ là bà làm món gì chiếu đãi anh em con không? Quá, lấy bà bảo mấy lệ các cháu là hôm nay là bà nghe tin là cháu Hải Sapa TV về chơi, đấy là bà chuẩn bị một con lợn hơn 40 cân bà quay rồi các cháu ạ. À. Vâng. Nhưng mà không biết có đủ cho cháu Hải ăn không? Đấy. Vâng. Cháu Hải ăn khỏe lắm, ăn khỏe nhất ở miền Bắc luôn. Vâng. Vâng. Thì tí rồi con lợn nó chín rồi. Chín chưa bà? Bà bỏ ra để mời các cháu mấy anh nhá, mấy cô nhá thưởng thức nhá. Mẹ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Dạ. Nào bây giờ Mập Mập đứng cạnh thế nào? Đây là minh chứng của Mập đồ sổ cái này cả nhà. Em cẩn thận cháu này. Mà trượt chân trần trước thì thôi. Này, thì báo cáo. Báo cáo với bà thì con chắc có thể là gấp 4 hơn á. Bà đoán em nó bao nhiêu cân? Thế lấy bà hỏi bà cháu có được hơn tạ hay 2 tạ không? Vâng. Bây giờ con bảo bà như này nhá, con lợn kia là hơn 40 cân. Nếu mà tí bà con mà không đủ thì xử con này tạ rưỡi mà. Thứ con này có mà gây dao. Gây dao các cháu ạ. Gây dao. Rồi lại đi bóc lịch cho các cháu ạ. Bà update nhanh. Bà trêu cho nó vui nhá, bà xin lỗi các cháu, bà trêu cho nó vui. Cặp cháu Hải hôm nay bà hồi hộp lắm, vui lắm đây cháu Hải này. Nhưng mà con lợn kia tạ rưỡi con mỡ béo, mỡ. Con nó không béo nữa. Con này mỡ. Thôi đi ra thưởng thức lợn của bà đi. Dạ. Vâng. Thôi đi. Bận đi. Dạ. Nhưng mà sau cái đĩa rau này bé đấy bà. Bé à? Dạ. Có đĩa nó khác thành to. À ôi. Đấy còn mà rồi. Bà chuẩn bị rất kỹ luôn. Tí nó khác thành to. Xin phép mà nhảy tạm trước một miếng. Không nhưng mà phải nói là Nga với cả bà là cũng phải ngang cơ. Em mới vừa bế bà xoay 3 vòng đó anh. Rồi. Nha. Anh mới thử lại động tác này không? Mà em biết bà vừa hỏi câu gì không? Dạ, bà bảo là hình như là Hải lấy vợ miền Nam sao? Quay phim mà toàn thấy các em xinh tươi miền Nam. Ngày xưa anh Hải bật mí với con là anh Hải ngày xưa là định lấy vợ miền Nam á. Đó, nhưng mà duyên số làm sao mà anh Hải ra thành lấy chủ tịch, là chủ tịch với anh Hải là xứng tuyệt vời. Con vợ con là người Lào Cai. Thế à? Người, thế sao cứ lên những cái tập phim cứ thấy những cái cơ bản là con như này mà mình giao lưu xấu xấu ấy mà các em nó cứ thích ấy. Thật ra khi mà mọi người tiếp xúc với anh Hải ngoài đời đều khen là anh Hải nhìn rất là đàn ông, rất là dễ thương. Cái lúc mà con gặp anh Hải ngoài đời cái nụ cười là đầu tiên. Anh khỏe. Anh khỏe. Anh khỏe đấy. Dạ. Bây giờ chắc là mình sẽ được thưởng thức cái món. Nhưng mà con rất là ngạc nhiên khi hôm nay mà bà Tân còn xem ở Sapa TV. Bà biết cả Hải ăn khỏe nữa. Được con. Nhưng mà cháu là mấy đứa con rồi nhỉ? Cháu là 3 đứa, 2 trai 1 gái ạ. Dạ. Cháu nhiều hàng, nhiều nhờ hàng lắm. Dạ. Lúc nào cô lên nhá. Dạ. Bà lên nhá. Nào bà lên qua nhà con ăn cơm nhá. Có. Ba phải hứa thật với con nhá. Hứa thật. Hứa thật nha, video này làm chứng rồi đó. Rồi. Giao kèo đó, chốt kèo. Nhưng mà phải nói là bà Tân là một trong những người mà mình rất là khâm phục ngày trước làm video á. 20 ngày con nhớ, 20 hơn 20 ngày gì đấy là bà đặt nút vàng. Wow. Cái điều này có lẽ là YouTube không có một YouTube nào Việt Nam làm tới hiện tại. Kỷ lục luôn. Không giỏi bằng cháu được, cháu giỏi. Dạ không. Cháu giỏi. Cháu thì giỏi ăn thôi mà. Nhưng mà đúng là anh Hưng là một cái người có một cái sự sáng tạo, một cái tư duy tuyệt vời kết hợp với lại mẹ của mình nữa, hai mẹ con là đúng là quá tuyệt vời để mà rất là nhiều người học hỏi theo. Mập ơi. Dạ em nghe. Mập sao từ nãy giờ nhìn thấy bà cõng sao ấy? Làm sao thế mà Mập lấy sao? Cháu lấy vợ chưa? Dạ cháu có vợ rồi. Ừ có vợ rồi. Nhưng mà bà có cháu nào mà đẹp gái thì giới thiệu cháu nha. Thế mà vợ mà. Ê. Cháu có vợ nhưng mà cháu chưa có người yêu. Biết sao không? Vừa lúc nãy. Vừa lúc nãy bà biết sao không? Bà dọa là quay nó nên là nó sợ quá, nó đứng ở kia. Thế à? Thằng này nó tin người lắm ạ. Con thấy bà nhỏ bé nhưng mà những điều bà làm nó cao lớn. Bây giờ thử cược cho anh Hưng bế cháu lỗi không nhỉ? Xem nào. Thôi bà ơi, anh Hưng này gãy giùm ấy. Nó gãy lưng ấy. Bà có từng quay con heo nào 150kg chưa? Chưa. Dạ hôm nay khoa mẹ để ngay cái chậu cảnh bên tay phải ấy.
cánh bên tay phải. À, thế là biết vào để chìa khóa ở đâu rồi nhá. À, hồi lúc trước á, thì con cũng cũng đã từng thấy cái đôi tay này nó cằn cỗi vậy, nhưng mà bây giờ con mới chạm vào nó. Nói chung là con là một fan. Cô xấu lắm. Không phải cái đôi tay này là đúng là nói lên về cái thời gian đấy bà nhỉ. Nó móng tay nó hỏng hết rồi. Hay chắc bà hay cắn móng tay đúng không? Không. Trời sinh rồi. À trời sinh như thế. Chứ không phải là bà đừng cắn móng tay nó hỏng hết móng. Không, cắn thì. Cháu Hải cứ loi vui, loi vui. Bà mày mày thấy không? Bà đang nhìn mày đấy. Bà bảo trong đầu bà đang nghĩ rồi. Bà đang nghĩ là cái cây nào xiên em được đây. Ở đây nhiều đây mạch đàn đây này. Đó, bà nhắm đó, nhìn lên nhìn xuống, bà nhắm á. Thế chưa lấy vợ thật à? Dạ, con có vợ rồi, con có hai con. Dạ. Một đứa ra đời, một đứa đang chuẩn bị. Dạ. Nhưng mà con nói bà nè, có cháu xin gái vẫn giới thiệu con được nhá. Bà tên là có ba em nhỉ? Có ba em. Đấy các cháu ạ, à, không biết con lợn này hôm nay có đủ cho cháu Hải với lại bạn của cháu Hải ăn không để đây toàn. Chắc là thì các thì cháu ơi. Đâu. Nó chín rồi nhá. Thì bây giờ bà mang ra để thưởng thức thôi, thì bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với lại bà cùng với lại món bạn Hải TV nhá. Món bạn Hải. Anh em ơi. Chiến đấu đó. 1 2 3 ạ. Ui ui nặng. Ui ui. Nó nặng quá. Ấy, ra xuống. Ôi, nặng quá. Phải nói là hôm nay rất vui khi bà Tân tiếp đón anh em con mà một con lợn là con nghĩ con này không phải là 40 cân đâu, mà nó hơn đấy. Hơn đấy, hơn 40 cân đấy. Hơn 40 cân đấy. Thế bảo bà cũng hồi hộp lắm mà không biết là hôm nay con lợn này có chuẩn bị đủ cho món cháu thưởng thức không? Cháu nghĩ là chắc là đủ đấy bạn. Đủ à? Dạ. Thôi thế thì bây giờ thì mấy bà cháu mình thưởng thức thôi. Vâng, nhưng mà trước khi ăn lợn quay thì cháu xin phép giới thiệu cho vợ rồi tí. nhà đang bán chẩm chéo ạ. Nhà mình đang bán là 100.000 một lọ. Nếu mà mọi người cứ lấy mật khẩu của kênh Bà Tân Vlog là mua 3 lọ tặng 1 lọ nhá. Đấy, cho nó uy tín. Đấy, mua 3 lọ tặng 1 lọ. Mua 3 lọ tặng 1 lọ các bây giờ cháu. Con hướng dẫn bà pha chẩm chéo nhá. Đúng rồi. Đấy, đầu tiên là mình mở này ra, bóc tem. Bóc tem. Dạ. Mình bổ vào đây. Dạ. Đây, lấy chẩm chéo. Ba người không có thơm không? Wow, thơm thế. Dạ. Cho ba đi. À, mình cho vào đây. À, cái chìa nó hơi to. Sóc sóc. Dạ. Bóp cho nó ra. Bóp cho nó ra nhé. Đúng rồi. Đây, pha nhiều chút cho. Thơm đấy. Dạ. Thế này để chấm lợn quay là hết ý rồi. Ui, cái này chấm lợn quay thì hết nước chấm à. Mình cho một chút óc lợn vào. Cho thứ óc lợn. À. Rồi mình đảo đều lên. Đánh nhuyễn lên. Quánh nó nhuyễn nó lên. Nhà trời cháu đấy. Tự làm ra à? Nhà cháu tự làm luôn ạ. À. Giỏi đấy. Dạ, nhà cháu ngon. Đây là thương hiệu mang đậm bản sắc Sapa TV. Cứ lấy mật khẩu Bà Tân Vlog, Nga Sumo, Mập Food, đấy, Hưng Vlog, được. Hưng Chôn, Hậu rồi tất cả là cứ mua 3 lọ tặng 1 lọ cho nó uy tín. Sau đó mình nếu mà mình có nước lọc thì tốt, còn cái này là có cái nước ở phía lòng mà là quá tuyệt vời luôn rồi. Rồi, ngậy lắm ạ. Mấy ngày nay là dễ dùng cho anh nhỉ? Dễ dùng. Ít nữa mà có kinh mà anh không có kinh nói tên vợ chồng anh có được giảm không? Đúng. Nói tên vợ chồng anh thì quá được giảm luôn. Này vợ con gọi bạn. Thế hả? Vâng, bà vừa nhắc phát là uy tín lắm. Vợ gọi ngay. Thế mà hôm nay đi không cho vợ về. Dạ. Nhưng mà vẫn vợ con phải ở nhà. Ở nhà. Vợ con phải ở nhà để live stream bán thịt châu qua bếp. Đây. Đấy. Thơm lắm ở đấy. Cực kỳ sánh và thơm này. Này. À. Nào, cái này mà chấm thì cứ phải gọi là... Đúng rồi. Nhưng mà bán được cay không? Ăn được. Dạ. À cái này siêu cay hả anh? Siêu cay. Ừ, cũng không phải là siêu cay nhưng lắm. Nhưng mà bán được. Dạ. Ăn được. Đây, múc nước chấm để sang bên kia cho các cháu. Cho các cháu nhỏ. Dạ. Thơm thế. Dạ. Như này là ngon này, nhưng mà thôi, mình cho có thêm vào. Thêm vào đây. Ừ, để cho nó đủ chấm. Cho đủ chấm. Hôm nay làm trận chiến với Nga Sumo. Ai à? Khỏe, Việt Nam với mọi người. Em biết chị mà. Em biết chị lắm. Nhưng mà hôm nay Hậu thách đấu với cả chị à? Ừ. Châu Hòa. Thách đấu với anh Hải. Riêng Hậu mà thách đấu thì Hòa cho được. Đây cái này để sang bên góc bên này. Đúng rồi, để đây. À, cho... Cháu ơi, đây bên cánh gà là toàn những cháu bạn. À.
Em bao nhiêu cân? Đây là Mập Food, bạn này là kênh YouTube Mập Food ạ. Em 150 cân. 150 cân là mình gấp gấp 3 các bạn ạ. Gấp 4 lần mà. Gấp 5 lần mẹ, gấp 5 lần mẹ. 5 lần mẹ các bạn ạ. Gấp 5 lần bà Tân. Thôi bây giờ cháu thái lợn ra cắt giúp bà đi để xuống. Cho mượn con dao to ạ. Dao to lắm. Biết tay cái đấy dao to à? Ủa. Hôm nay lâu lắm rồi mà Tân cũng hơi hoang mang. Hồi hộp ạ. Ôi ôi. Ui các cháu nhìn này. Ui ôi ôi nó giòn tan này. Giòn tan. Đấy. Này xem là giòn lắm. Rồi. Vỡ luôn này. Vỡ luôn. À. Đấy. Thôi lấy đi, lấy đi. Hôm nay lấy được mà. Chéo của anh Hải nữa thì. Này anh trai, em mời. Wow. À. Thế anh Phúc nha. Đây, cháu Mộc Phúc. Cháu mời. Chị bà Vlog nha. Chị bà. Ui. Mày ở nhà nhá. Này. Mày ở nhà. Ui, cái đấy giòn lắm đấy nhỉ. Chắc là không giòn đâu bà ơi. Giòn đâu ơi. Em thì quá giòn chứ không phải là. Bà ơi. Đây, cháu cháu Nga. Nga Sumo. Nga Sumo. To nhất. Bà ơi, con mời bà miếng đã. Rồi. Bà mời các cháu cùng thưởng thức đoạn quay với bà nhá. Vâng. Ui giời nó giòn. Ngon giòn lại nước chấm nữa nó ngon các cháu ạ, tuyệt vời. Chấm chéo cháu ngon thế. Dạ, cay cay tê tê. Cháu ăn đi, ơi. Vâng, đây cho anh mời xin tí này. Rồi à, mời Hải mời cả nhà nhá, mời anh em nhá. Dao đâu nhỉ? À đây. Đây, dao lên thôi. Quá giòn. Này giòn quá, đúng như hậu bảo cẩn thận với răng. Đúng rồi, với răng. Anh Hải cho em liệng em xin miếng chấm chéo ấy nhỉ? Dạ, ra giòn lên. Đúng rồi, con giờ giờ chấm chéo đây. Dạ. Không cay, không cay, không cay mà, ngon mà. Thế thì bát chấm chéo phải lấy bát san ra đi. Đấy, bát nhỏ san ra. Rồi là cắt, cắt, cắt. Rất là thơm, hạt dổi. Ừ, để anh ra giòn cho. Đấy, để cháu ra. Anh Hải sinh ra hơn các bạn ạ. Đúng rồi. Cháu này đẳng cấp vậy. Anh né ra đấy. Ui, ui. Mà đẳng cấp đấy. Ủa ôi, này, nó giòn rụm luôn này. Thấy không? Ui ôi. Này, mọi người nhìn đây. Ui ôi. Ngon quá bạn. Bỏng lắm, vừa mới ở trong bếp ra. Như cái bánh đa kế các bạn ơi. Nói thật với các bác là cái bà quay cái này nó còn đẳng cấp, phải nói là hơn cả nhà hàng Sapa TV của con ấy. Thật sự. Thế anh có tuyển đầu bếp mẹ em nào đầu bếp không? Là, tuyển đầu bếp ơi, bà Tân Vlog không? Mai bà có gì bà lên công tác xóa thì ai ủa bỏng quá, bỏng lắm, bỏng lắm các cháu ạ, bỏng lắm, bỏng 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 bỏng. Nhìn đã chưa? Ui đã ngon, thơm thơm nước mũi luôn. Thơm em ơi, chuyển sang bên này cho chuyển ra đây cho các cháu nhỏ, các cháu nhỏ. Đúng rồi. Ở đây phải cắt ra ngon không? Đã thế nhở? Đã không? Này chuyển cho các bạn đi. Phải nói là cái lợn quay ở đây là cái da là ngon nhất đấy. Giòn. Nhưng mà cô là bà là còn thua cháu rồi, của cháu là nhà hàng cháu là đỉnh hơn. À. Ừ. Ngon. Ăn đi nào. Đấy. Trong bà cho lá mong mật. Ăn cẩn thận người. Ở trong này bà làm lá mong mật à? Đúng rồi. Thơm nhỉ. Nhưng mà bỏng quá. Nước sốt thành thánh nó bỏng lắm. Thế này bỏ ra thớt để chặt. Bỏ ra thớt chặt đi nhỉ. Để đi lấy thớt. Ừ, chú lấy cái thớt đi. Lấy thớt. Cháu Mập Phút thưởng thức đi. Dạ. Kìa, Mập Phút kìa. Con à. Đấy. Đây. Thưởng thức đi. Lại anh trai ơi. Đây. Con mời bà. Con với bà vô cùng vô cái nè. Cho em xin. Bà ơi. Đây, bà lấy bà ơi, miếng mới đi. Bà cầm cái này gặm. Bỏng lắm. Dạ, bà thử miếng đi. Thế một chút thôi. Thế bà mời các cháu nhá. Ui hồ. Ngập mồm không bà? Ngập mồm đã. Đã cái mồm mà nhờ. Bỏ cái bát chấm chéo đi. Đây. Nó ngọt lắm các cháu ạ, ngọt thật. Ngọt thế. Ngọt thật. Ủa, này. Hôm nay anh đã về với chị bà Vlog đây. Chị bà Vlog, chị Tân. Anh ăn mặn nhân. Giòn. Mình các cháu nhỏ bên đây ăn mạnh đi nhá. Ăn hết bảo đây nhá. Đây. Phúc à.
Đấy, cái phần này rất là nạc luôn. Phần này để cho mấy bạn nhỏ bên này nó nạc ấy. Em ơi, này. Cho đưa mấy cháu nhỏ đi, lá mông mật này. Ăn kiểu chú Hải Sapa TV nhá. Ăn kiểu chặt ra nha, ngập mồm nhá. Mời các bạn ăn với mình nha. Đấy. Nay làm nướng lợn quay chấm với chẩm chéo của anh Hải này. Tôi cho cháu mượn. Nhìn sánh nhỉ các bạn nhỉ. Quấn lắm đấy. Ui giời. Giòn quá em ạ. Ngọt. Quay này là cơm. Quay này là giòn quá. Ăn không cẩn thận là gãy răng như chơi. Các bạn, quay hộp với các bạn. Cho phải băm nhỏ lưỡi ra. Cái này anh phải để cho em mấy lọ. Ok. Mua 3 là tặng 1 hả cháu? Cứ lấy mật khẩu bà Tân Vlog là mua 3 lọ tặng 1 lọ. Rồi. Cho uy tín. À để cho, con. Cho cô bát chẩm cháu á. À. Cho bà bát chẩm bát bé rồi bát bé. Nè. Đấy. Nè. Đây. Đây. Không cay lắm. Đây bà. Đây. Đấy, bà chơi mình đấy mới ngon đấy. Bà mời các cháu ăn lợn quay nhá, chấm à. chấm chéo của cháu Hải TV này, Sapa TV này. Bà mời các cháu này. Mua 3 lọ tặng 1 lọ nhá. Nhân tiện giới thiệu cho vợ đây, mai vợ phải cho anh đi nhá. Nó ngọt nó êm mà chấm chéo thơm. Nó êm mà. Được. Ok. Em ơi, này. Chú chiến cái này đi. Rồi, ngập mồm luôn. Đấy. Ừ. Cho Hải ăn đi. Dạ. Rồi. Giờ bây giờ chị mỗi người một miếng phần đi cho mấy cháu nhỏ mới kia ăn lại nhá. Cho mấy bé trước đi rồi. Đây cho mấy bé nhỏ bên kia rồi. Thì bây giờ xin phép cả nhà, cái phần này cổ hơi nhiều mỡ. Đấy, cái này là sở trường của em Nga Sumo. Nga Sumo chơi miếng cổ ấy á. Hay vai. À thế à? Chán mỡ rồi. Ê, tỉnh đòn, tỉnh đòn thế. Biết là mình để sẵn cái miếng này rồi. Đây mời em nhá. Rồi em test thử thế nào. Chị phải quay cái màn ra nhìn mới hấp dẫn này mọi người này. Đấy. Mà em đợi mọi người ăn chia cho mọi người luôn rồi em mới dám dùng. Không, bây giờ em phải chiên trước đi. Có nghĩa là mình từ chia từng người một. Đây mấy lon coca. Ừ. Cháu thưởng thức đi. Cung kính các bạn tuân lệnh nha đại gia đình nha xin phép. À. Cái này em nghĩ chấm chéo này không đủ nước chùm này không đủ. À, hôm nay là cứ cho đậm lên mới ngon. Hôm nay là sợ các cháu cay ấy. Nên là mời nhà nhá. Xin phép mời đại gia đình nha. Ý, nó đã rồi ấy. Sướng. Đưa cho các cháu ở bên kia là. Có rồi, có rồi, bên kia có rồi ạ. Có chưa? Có rồi ạ. Lớp mỡ nào? Nhưng mà em em đánh giá xem mà lợn chỗ bà Tân là ăn có ngon không? Nó ngọt không cháu? Ngọt không? Ngọt. Ừ. Lợn này là nuôi bằng xích ấy, nuôi bằng xích ấy. Xích. Bà xích lại. Bà xích nó không đi chơi được đúng không? Các cháu này, đấy, lợn quay lại kẹp cho dưa chua vào lại chấm với lại chấm chéo của cháu Hải Sapa này xem nào, bà mời nhá. Ừ. Ừ. Còn đây là món Hải xin phép là tặng cho em Mập Phút. Đấy, nhá. Mập Phút đây. Chiến em đó. Đây, nước chấm chéo đây. Chấm chấm chéo. Ôi, bỏng cái cháu mạnh lên. Nhưng mà tháng chừng 4-5 lần là bà lên cân ngay. Ui. Ui ôi. Bạn ngọt không? Em đứng đấy á, mình phải ăn phải 6 miếng mới hết được các bạn ạ. Như cái lửa cân. Đẳng cấp thật các bạn ạ. Cái này mà bà xem mình thi ăn á. Thế thì mới gọi là cháu, gọi là cháu Mập Phút. Đúng rồi. Đúng rồi. Về hôm nay mới làm cái vlog thi ăn nhỉ. Còn đây là cho anh Phúc. Đấy, mời anh nhá. Rồi. Chú Phúc Mập ấy. À, bác. Mời cả nhà nhá. Chờ mê. Chết rồi. Uầy. Ngon. Ok. Mời cả cháy nhá. Chết em nó. Ui. Ngọt thiếu. Ngọt. Cảm ơn chị bà nhá. Vâng. Còn đây thì cái phần này là cho em Hưng. Hưng cầm cái chùy đi. Hưng phải cầm cái thịt thăn này, nhìn thì nó nạc nhưng mà thực ra nó rất là ngọt luôn. Đấy, hơi mơ mỡ này. Hôm nay là cũng kiểu là tự hồi như là thách đấu với lại cháu Hải đấy. Anh các bạn ơi, chưa bao giờ mình ăn cầm tảng như này các bạn ạ. Hôm nay ăn sẽ theo phong cách của anh Hải Sapa các bạn nhá. Đấy, chẩm chéo. Ngập mồm.
Ăn mạnh lên mấy đứa, ăn mạnh lên. Cẩn thận là dính vào xương. Ôi ôi đã cái mồm. Ngọt thế. Ngọt. Đây nước đây, nước đây, nước đây. Không, bà đây con, bà con, con lấy, ăn đi. Con lấy thịt cho bà. Ăn như này mới ngầu hả bà ạ? Wow. Người rớt quá. Cái này mày có. Nó ngon. Thôi ơi. À, phải chấm cái nước này đúng không? Tin anh Thắm ở chờ một tí nữa mà hậu hậu mang về nhá. Ai, ôi em xin. Giấy kia. Anh ăn mạnh lên. Ăn đi anh. Ngon. Ôi. Nó ngọt. Cháu ạ. Cực kỳ là ngọt. 1 phút chứ. Rồi phía Tây Bắc hôm nay là cái cầm camera cho 1 phút nữa. Dạ. Nên mình cũng phải mời anh của chợ Phiên Tây Bắc tí chứ. Mặt thì cứ ganh. Ta hy sinh. Ta hy sinh cho mặt phút rồi. Mà cả nhà. Còn em ạ. Mời các bạn nha. Chị đi. Hôm nay em phải nói là tay của mình là xuất thần luôn. Hưng ơi, Hưng tin là Nga ăn hết cái này 1 phút 30 giây không? Em không tin anh ạ. Không tin á? Em không. Hôm nay để cho con xin phép bà. Hôm nay là lợn này lợn nhà bà nhưng mà con thử thách em Nga một chút. Nga thì rất là khoái cái món bà chỉ mỡ này các bạn ạ. Cháu Nga cứ bạo dạn lên cháu Nga. Vâng, bà động viên em nó một câu ạ. Cân cái miếng lên nhỉ? Có cân không? Xem thực lực. Em mới chín cái đồ này không? Em chứng kiến ở đây xem thế nào. Có cân không? Có cân, mang cân lên đây. Cân kia mẹ, bách. Mang cân đây. Mấy cái đồ này này anh nhắm là tầm bao nhiêu cân? Khoảng cân rưỡi thôi. Đấy, cân rưỡi này nhé. Kia kia, bách lên cân cho đây. À, ở đây anh em tôi ăn lợn là toàn tính bằng cân các bác ạ. Đấy, ăn lợn là tính bằng cân thôi. Cho anh mặn lên. Dạ. Anh để đây đi. Anh chàng có mọi người. Đây cho mọi người xem. Hôm nay mình sẽ xem chị Nga Sumo. Nga Sumo ăn cái tảng thịt này trong vòng 1 phút 30 giây không các bạn nhá. Không phải á, 1 phút 30 giây không được rồi đâu. Thế bao nhiêu hả chị? Ăn hết đã rồi. Nhưng mà ở đây là anh à, ở đây là có ai là xơi được cái miếng này không? Rất là nhiều. Không, mai cho anh mượn cân. Không xơi được. À. Cho anh ba ra điều kiện là 3 phút được không? Đơn giản nhá. À đơn giản á, thế thì đi ăn nhở. Thôi thằng đấy, thằng đấy cẩn thận nó đi nó lác ngã. Cho anh mượn cái cân cái nhanh lên. Đây đây đây. Đây cho mày ít anh ấy đẩy cái đĩa lên. Đây cho cái rau lên. Đây cái lá to chuối này nó. Ok. Nào. Đây xin phép ma mở nhà nha. Cho cái giấy, cho cái lá vào con. Đó. 1 cân 4. 1 cân 4. 1 cân 4. Là thành 3 cân. Rồi. 2 cân 9. 2 cân 9. Cháu thưởng thức đi, chả mấy khi về nhà bà. Chả mấy khi về nhà bà. Rồi. Rồi, còn Mập có chơi được cái miếng này không? Hả? Thế nào, miếng này mấy cân đây? Mấy khi về nhà bà. Mấy khi về nhà bà Tân, mấy anh em hôm nay chiến đi. Mấy cháu nhỏ ăn mạnh lên nhá. Các bạn này. Ăn mạnh lên, không thì không thì anh Mập Phút ăn hết mất. Mập Phút này ăn hết rồi. Ăn mạnh lên, không anh Mập Phút ăn hết mất thật đấy. Các cháu ơi. Cái tay bằng cái đùi của mình ở đâu các bạn? To hơn nhỉ. Ui. Nào, chẩm chéo đâu, cho lên chưa? Chẩm chéo đâu? Chiến em nó. Tưới luôn lên. Yeah. Ăn cho ngon. Cho thêm ít lá mắc mật lên cho nó điểm cho nó đẹp. Mọi người dùng đi. Đây. Nó cần 50 kg em. Bà cho thêm tí dưa chua. Cho nó ngán ngán. Không, bà rất là quan tâm đến các cái dưa chua nó ăn đỡ ngấy hơn. Caramel tặng thêm 2 miếng dưa chuột. Đấy. Thế mà không vào cân rưỡi đấy các bạn ạ. Cháu Mập Phút đây không chơi. Ăn thế sao nó lo không ăn được. Cứ oánh thịt lợn thôi. Không ấy, không ấy khi về bà. Bà bảo là cứ oánh thịt lợn thôi. Bỏ dưa chuột đây. Đây là tình cảm hay ăn rồi. Tình cảm không thể từ chối. Ăn thịt lợn đi. Dưa chuột là ngon, ăn giảm
Nhìn tôi hỏi anh em. Nhìn mập ăn là thèm quá lại phải miếng xém cái thịt để ăn cùng các bạn ạ. Hưng cổ vũ. Đấy. Đây anh mấy cả Hưng anh em mình ăn miếng nhẹ nhàng đây, chú ăn miếng này ngon nhất này. Rồi em cảm ơn anh. Không. Thử thách một miếng hết. Một miếng này có mà nghẹn mất. Thử thế nào? Một đỏ. Thử chơi đi. Phát ra nào. Con ạ, nuốt trứng không phải nhai. Luôn. Nào. Không nhai cũng như cháo vậy. Cá. Hết. Rồi rồi. Cá là hết. Không ăn được. Đây rồi. Chị đỏ không ăn thua các bạn. Hôm nay là mình cũng hay xem chị Nga sumo của mình nhá. Nhưng mà nay gặp chị ngoài đời thật, chị ăn khỏe thật các bạn. Chị em nói đấy. Nào, bắt đầu nào. Bên này cứ thích để ý bên này nhá, còn mình sẽ để ý bên này. Bắt đầu, bấm giờ. Bấm giờ làm gì, ăn hết thôi chứ. Sao ăn được một phút bao giờ cái này được. Đúng rồi, không ăn hết được đâu, ăn không. Nhanh quá. Đây là lần đầu tiên mà anh em được trải nghiệm với bà Tân. Lại lần đầu tiên đến với người mà... Mọi người nhìn thấy chưa? Mập mỡ này bằng này. Mập cũng là một fan hâm mộ. Ê, con mời bà, ngon lắm. Ủa sao lại bớt ra đây thế? Bớt nó mời bà cái xương đấy, thằng này hư thật đấy. Được, các cháu ạ, bà là cũng vui lên và cũng thử ấy cười. Sườn ngon. Ăn được. Hôm nay bà mời các cháu nhá. Hôm nay anh xem em có ăn được hết cái cân tư thịt. Bự quá em cắm được tiếng bạn nhá. Chẩm chéo ngon thế à? Sướng không? Mai về đăng ký subscribe cho Sapa TV nhá, ship cho mỗi đứa chục lọ ăn nhá. À. Trời. Lấy. Nóng quá. Hãy đưa cho tụi trẻ con nó gặm tôm. Nào, các em ơi, các cháu ơi. Đây. Chặt hết cho trẻ con cái đùi nhá, bà nhá. Trong khi mà mập ăn thì bên này Nga cũng ăn rất là nhiệt tình. Một mảnh cho hai Nga chơi. Thì vâng, cái mảnh thịt mà hôm nay ăn ở nhà bà Tân đấy là 2.4 kg. Ê, mang cái này sang cho trẻ con em ơi. Kinh. Em ơi, hậu hậu ơi, hậu ơi. Nếu mà trẻ con không ăn cái lớp mỡ gửi lại cho Nga ăn. Ăn được. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chiến với Nga sumo một người nhá. Đấy, Nga chiến với em không? Đại chiến đi. Hậu là cùng thử thách với lại cả Nga. Sumo khỏe lắm mọi người ạ. Đấy, đây mình hôm nay mình cắt cho trẻ em. Dưới lau đâu con, dưới lau đâu. Cái ngon nhất mà mọi người. Cháu ơi. Chén nhiệt tình nên bà lau mồ hôi cho. Ôi ôi ôi. Chả mấy khi về nhà bà nhá. Đấy. Chén mạnh lên. Bà ơi, bà phải lau mồ hôi bên này nữa, không là bên Trọng bên Thinh nó khóc rồi. Khóc à? Bên đây không có mồ hôi mẹ luôn. Đây không có mồ hôi. Chén mạnh lên. Bà lau cho con khăn. Ở Bắc Giang mình là thời tiết nó nóng các bạn ạ. Chả mấy khi lại cho hại nhá. Béo mà về đây mập. Mập béo về đây là mập vút. Là không quen với thời tiết ở Bắc Giang các bạn ạ. Đúng rồi. Hơi nóng. Tại bà nóng hơn thời tiết. Đây áo ướt này các bạn. Áo ướt hết rồi. Đưa ra đùi cây cho mát rồi ấy. Chứ bắt ngồi sân nữa thì chắc tắm. Các cháu ạ, cho nên phải ăn trực tiếp vào đùi cây để mà mát thì bà nhỉ. Nó nhiều oxy hơn các cháu ạ. Có cho người béo thế đó. Bà tuyệt vời. Bà sợ là kiểu là ngồi cạnh mập ấy. Xíu nữa bà quay qua bà kêu em ăn cho mau lớn nữa. Cái mặt này ra cho các bác xem, ngon hơn mới đã. Cháu quay cái mặt mỡ cho các bạn nhìn này đấy, thấy chưa? Nga bên này đang hình thách, còn mập thì... Lại tươi tiếp, chẩm chéo lên rồi. Lắc rồi. Cố lên. À vừa nãy là hình như là Hải thấy Hoa Mi gáy bên kia to lắm, bây giờ hết rồi. Tì đồ. Hoa Mi ngồi hot chưa? Hoa Mi ngồi bên đấy, tự nhiên là gai người lên rồi. Thế là con lợn đấy là hết đấy các bạn ạ. Hết ạ. Hết. Lợn mẹ mình 40 cân. Ngon, ngon. Ngon. Kinh nhờ. Nhưng mà con lâu lắm rồi mới được ăn con lợn ngon như này bạn. Cháu chắc là phải 3 hôm rồi. Chấm rau dưa chua chua cho nó đỡ ngán. Lại miếng rau dưa. Mình rau tinh thoáng rồi rau dưa mình dưa. Đang lượm. Đây người ta gọi là gì biết không? Đây là chỉ ăn rau ăn dưa vớ vẩn thôi. Đấy, ăn tí rau tí bún thôi. Nói
chưa? À, cho caramel của Hưng Vlog. Không ăn đi, ăn thì từ đang không, không ăn phải ăn chứ. Bắt phải ăn. Từ từ. Đang ở cam rồi, đang ở. Cháu cũng cho vào gặm cả đây. Đấy, bà bảo gặm đi. Gặm cả đi. Khóc ấy. Lâu. Nó thích quá bà. Lâu bà già, bà ép ăn. Anh vừa tay còn 30% Hết rồi. Bà bảo không ăn thì bà quay mới luôn. Bà bảo không ăn mà quay mới luôn. Hay quả pin khác. Wow. Đây, thì đây đấy các con. Em. Ngon. Ngọt thật. Nhưng mà em phải công nhận là anh Hải chọn bạn chơi ăn khỏe thật. Em phải công nhận. Lúc mới đến mẹ bảo cháu chọn bạn sao. Này. Đây. Đá cái mồm lắm. Nhưng mà lợn quay nhà bà Tân ăn có ngọt không? Có giòn không? Da giòn, thịt mềm. Bà quay từ sáng đến bây giờ đấy. Bà bắt đầu quay con này từ mấy giờ bà? Quay này từ lúc 1 giờ. 1 giờ. Hơn 2 tiếng đồng hồ là 9. Dạ. Thế là cũng đẳng cấp không? Hả? Đi. Đầu hàng. Đi. Sao đầu hàng? Không được đầu hàng trước bà Tân chứ. Thế? Nếu mà mới em thì... mà đầu hàng là bà Tân mà mày đi. Bà nhìn ăn nó ăn mà mỡ chảy ra luôn áo. Anh nghĩ nó chỉ còn khoảng 5 lạng thôi. Nhưng mà hết em, rồi em nói thật anh Hải ạ. Đến đây ăn là phải hết thì mới được đi về. Đúng rồi. Phải hết mới được đi về. Đây này, nhìn mọi người tôi ăn này hết rồi này. Dạ. À. Anh xung quanh gì chưa? Mấy người mà ăn không hết mà đi về. Cái địa luôn các bạn ạ. Đây anh em tôi đang ngồi ở công viên một cõi đi về. Có nghĩa là ăn không hết thì đừng có về đấy, xong mà phải xác định luôn đi. Lắm sợ ra mồi. Lắm mồi cho bạn này. Cho em. Đi gặp idol mà thế gì, rồi biết về nhà luôn. Sao hỏi sao không dám lên nữa. Đi gặp ai đồ cái gì, nó khó khăn đi về quá, đi về ở nhà luôn. Ui ôi, ngập mồm. Ta nha. Ai mà lười ăn mà nhìn chị Nga ăn chắc là phải ăn luôn, đi ăn luôn rồi. Bởi vì chị ăn quá ngon mà bây giờ. Ui, cái ô lò nướng nhìn thấy cũng quen nha, mập. Thả mập vô chậm lắc lại thôi. Không vừa. Không, mập thì không vừa, mập phải đào. Hố dài sâu. Nói chung cố ấn vẫn vừa. 1m9 nữa. Giống như YouTube chặn bớt cái này chặn bớt kia bỏ. Thôi mấy anh muốn quay em mấy anh quay đi chứ giờ mang hết nổi rồi. Cân. Cân nào, mang cân lên nào. Cân lên, mang cân lại. Thấy thế mập này ăn không có bằng hoa vanh. Không. Dạ. Hoa vanh ăn vẫn đẳng cấp hơn. Mà khéo không cả bằng bách vậy. Nhưng mà báo cáo anh là sáng giờ em 3 tô phở, 5 cái đồ vịt. Tại sao ăn hết bao nhiêu bạn? 4 trâu, 4 dĩa. Bao nhiêu đấy? Bánh cuốn. Còn 7 lạng nữa. 7 lạng. Ăn hết một 7 lạng. Không, 7 lạng. Trừ cái đĩa này 2 lạng 2 nữa các bạn ạ. Đấy. Mình mà khổ. Ăn suốt mới biết cái đĩa này lạng nhưng bao nhiêu. Nhưng mà khổ khi trước khi vất những cái đồ ra ngoài thì xương đi hết rồi. À xương nữa nhỉ? Chủ yếu là lặng xương thì ăn lại bỏ xương đi đâu. Rồi, thế là ăn được gần cân rồi các bạn ạ. Thế là đẳng cấp đấy các bạn nha. Thôi thì ai muốn mổ em thì mổ. Nhưng mà bà ơi, thôi bà con mình giữ lại nhé. Chứ không mỡ lắm, ngậy, không ăn nổi thằng này. Còn khi nào mà bà Tâm muốn mổ con thì điện con ra nhá. Nhưng mà chị... Cháu Nga Sumo để ăn. Quay trở lại với là Nga Sumo nhưng mà phải nói là... Đấy bà thấy không? Chỉ 2 cân mấy nhở? Anh nhở? 2 cân 9. 2 cân 9. À 2 cân 4, 2 cân 9 nhở? 2 cân 4. Máy bắt đầu giờ 2 cân 4. Dạ. Máy giờ bắt đầu mới nóng rồi nha. Cái này là 1 cân rưỡi cái giò, cái đùi này. Ăn khỏe nhỉ các bạn nhở? Tổng 4 cân thịt. Cái đùi này 1 cân rưỡi em mọi người. Anh nào mồ hôi cho chị đi. Cảm ơn chị. Ăn mạnh đấy. Chị ăn nhiều mà không béo nhỉ? Mà tí nữa nha, tí nữa nha. Hưng Minh Hậu nha, bảo chị đứng lên đố nhìn thấy đồ ăn đâu. Thế á? Ờ. Khả năng là tí nữa Hưng Minh Hậu cho chị Nga đi siêu âm luôn. Nhưng mà chị có đi tập thể dục không? Dạ có. Tập thể hình nhá. Dạ. Chứ mà chị chưa lấy chồng đúng không? Dạ đúng rồi. Em biết bí quyết của chị sao ăn khỏe thế rồi. Chắc là không lấy chồng. À không lấy chồng. Có nghĩa là chị hoạt động cái cơ kia thôi. Một số cơ thả lỏng. Muốn lấy chồng ăn chứ. Chắc là ăn tốn quá không ai dám lấy. Không, nghị quyết của Nga là như này. Là Nga thì
chồng không cần phải có tiền, miễn là phải có đủ tình yêu thương, đấy, biết nấu ăn. Mẹ là phải khỏe chứ còn yếu không được. Chỉ cần thương ăn, biết nấu ăn thôi. Đúng rồi. Kéo hoa vành đầy đủ luôn. Bách khí. Bách khí không được. Bách khí không được. Đầy đủ các yếu tố. Chẳng lắm, không khỏe. Này, phải giới thiệu cho anh Thắng. Anh Thắng. Thế bà à? Thôi, ăn rất là sạch sẽ. Cho ăn khỏe đấy. Thôi được rồi, làm thêm cái lửa đi. Thôi, cái này để cho mấy anh thợ xây ở nhà. Để mấy bác thợ xây. Nhưng mà em công nhận là lần đầu tiên em chứng kiến là một người mà ăn khỏe thịt lợn như chị. Thế là chưa xem mấy rồi, clip chúng mình lộn rồi. Thế à? Bây giờ chú kiếm mà. Mình, ở ngoài đời mắt thật, nhìn thật các bạn nhá. Không ảo nhá, ăn khỏe đấy các bạn ạ. Thế là hôm nay là cái lợn của mẹ hết đấy mẹ ạ. Hết. Mày có chị còn một miếng này để về cho mấy bác thợ xây các cháu ạ. Đâu? Hả? Mập nhìn vào rồi. Mập tia rồi. Ý là không được. Được à? Được mà. Còn nếu mà không đủ thì cứ gọi con. Cháu ạ, thế mà giải quyết hết con lợn đấy. Đúng rồi. Thằng cháu ăn khỏe nhất ở miền Bắc rồi có khác. Rồi thì các bạn ơi, hôm nay là rất là vui là có tem của anh Hải về đây. Có các bác với lại các chị. Đấy, về đây rất là vui các bạn nhé. Đúng rồi. Nay chứng kiến tem của anh Hải ăn khỏe thật các bạn ạ. Nhưng mà tem của anh thì phải nói là nga sumo, vẫn là võ công là rất là thượng thừa. Đấy, sau đến thì mập phút bình thường là cũng gớm lắm, nhưng mà ngày hôm nay là sơi 5 cái đùi, 4 bát phở với lại là 4 đĩa bánh cuốn, một mạt trâu các thứ nữa. Nói chung là cũng sạc căng lắm rồi. Đấy, chứ không bình thường, cái tầm đấy thì cũng muỗi. Thế còn bác bên này là bác cũng bác Mập Phúc rồi. Mập Phúc. Bác Phúc thì sở trường của bác Phúc là sơi vô được con gà móng đỏ đấy. Gà móng đỏ. Hai định đốt nhà nhau à? Nhưng mà tuyệt vời quá. Đây thay mặt anh em Sapa TV, Nga Sumo cũng như là kênh Mập Phút này, cảm ơn bà rất là nhiều. Bà mặc dù là rất là bận rộn mà sắp xếp quay nguyên con lợn gọi là hơn 40 cân, mà để mình biết là để quay một con lợn nó chín mà ngon như này đòi hỏi thời gian rất là lâu các bạn ạ, rất là vất vả. Thì thay mặt em Nga cũng như là em Linh kênh Mập Phút chợ phiên Tây Bắc thì cảm ơn bà rất là nhiều. Con chúc bà sức khỏe, hy vọng là sớm được đón bà cùng với em Hậu, em Hưng ở Sapa. Ok anh. Lúc đấy bà lên thì con lại quay con ngựa mời bà. Thế bà cũng cái video này làm chứng các bạn nhỉ. Bà cũng cảm thấy rất là vui mà khi được cháu Hải TV về lại đưa cả tem nhiếp về thì bà thấy rất vui các cháu ạ. Thế là bà cũng coi là làm con lợn để chiêu đãi mời cháu Hải nhá. Thì bà cũng chúc cháu là luôn luôn mạnh khỏe rồi luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Vâng. Sau đây thì chúc anh sớm đạt nút kim cương. Đó. Xin cảm ơn. Chỉ được cố gắng là phấn đấu bằng bà Tân Vlog là tuyệt vời lắm rồi. Sau đây có khi là anh em mình cũng xin thu dây cuốn loa nhỉ. Vâng. Thế vẫn là cái bát mua chẩm chéo là bà Tân đúng không anh? Cứ bát mua bát chẩm chéo của Sapa TV là bà Tân Vlog. Đúng mua rồi. 3 lọ tặng 1 lọ. Đấy, các bạn có thể là truy cập vào website sapatv.vn hoặc alo cho Hải vào số 0974 686 389. Xin thành cảm ơn. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp của anh em mình nhá. Rồi. Anh em mình ai uống được 3 cốc thì Nga là cho anh em mình 3 triệu. Những người 3 triệu hả? 3 cốc tầm vòng mà bao nhiêu giây chứ? 3 cốc là 30 giây. Dạ rồi đẹp mà. Lấy một cái điện thoại khác. Ta mới thấy uống 3 cốc. Đúng rồi. Em có một điện thoại nào bấm dây cái. Bấm dây của ai? Cái này mà bấm vô nhà 8 giây rồi. Có động cái đá là thua thôi. Tắm đi dễ chịu, tắm đi có 30 giây. Anh uống đi em cho anh 1 tỷ. Được không? Được. Nào bắt đầu chưa? Ở đâu kia? Thế lại chơi nó cho nó chuẩn á. Bây giờ mình chơi một hát cái thành quân nhá. Bấm hai cái điện thoại nha. Bây giờ phải bấm hai cái điện thoại. Chốt lại nè. Bây giờ một cái điện thoại của anh Phúc là 1 phút cho của Nga, còn một cái điện thoại nữa là 30 giây cho của Mập với lại cả Hải. Cả Hưng với cả Hậu đúng không? Hưng Hậu. Bà Tân nữa. Bà Tân hôm nay tham gia cuộc thi. Em uống được 8 ly là có một mình anh. Không, bà Tân thì cũng đó. Anh thưởng nó 5 triệu đúng không? Nếu mà anh thưởng 5 triệu, anh thưởng 3 triệu. Hưng thưởng bao nhiêu? Lúc quen, anh thưởng
Bao nhiêu? Tám đi trong vòng 1 phút đúng không? Được, 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu. Anh Hải 3 triệu, 5 triệu, có 10 triệu rồi. Em nhà nghèo 1 triệu. Rồi giờ lên nè, đứng lên chào tất cả. Mà anh em mình gán lấy 3 triệu để bù qua nha. Bấm giờ 30 giờ hầu cho Nga. Bây giờ là cho Nga thi đấu trước đi. Ừ. Tí bọn anh sau. Ok luôn. Anh chuẩn bị bây giờ chưa? Chưa. Chưa này. 3 2 1. Từ từ. Má ơi sao tự nhiên giờ biết nó dài dữ vậy? 8 ly canh. Nhưng trong Nga xuống nói to lên một chút. Ờ. Thế Nga xuống mà thắng thì bà tặng cái gì? 3 triệu đồng. Ôi, 3 triệu. Thế nhỏ nha giờ. Bà chơi cân đi. Để coi, để em tổng lại cho bao nhiêu tiền à, lấy động lực nè. 5 triệu nè, 3 triệu, 8 triệu nè, 3 triệu, 1 triệu nè. 1 triệu, 12 nè. 2 triệu. 2 triệu, 14 triệu. 14 triệu. Nếu mà uống hết 8 ly trong vòng 1 phút được 14 triệu. Nhưng cái ly này là hơi thấy này. Rất bao. Em cứ rót đều đi, em cứ rót thoải mái đi. Mấy ly rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được cái làm đi Hà Nội rất là nặng mà cái này em chưa bao giờ em uống rồi. Wow, lạnh quá đi. Càng là đứng lên mình hứng ứng rồi chứ ngồi đây lỡ bị ốm. Nhưng mà trước khi quay thì là mình châu qua bếp Sapa TV đấy. Cháy rồi lỡ mà nó hụt ra em còn hứng lại. 8. Em còn hứng lại cho coi như vô mặt mọi người nữa. 30 giờ 1 phút 8 cốc. Dạ. Ủa này em bấm nha. Quá. Cầm lên môi là bắt đầu uống nha. Được chưa? Nào, được sẵn sàng chưa? Để em nhấp môi thử đi nha. 3. Ok, lên. 2, 1, bắt đầu. Ui, quá ghê. 4 giây, ui, thế này được, 4 giây 1 cốc. Ô, để bà bưng cho, để bà bưng cho. Đấy, bà Tân bưng còn gì bằng nữa. Đây, cái phá đây này. Đầy bụng rồi, đầy bụng. Chưa đầy được. Không đơn giản đâu, 1 phút không đơn giản đâu. 1 phút mà 8 cốc là không phải đơn giản đâu. 3 cốc rồi. Bên này chị Nga không quen nữa. Không quen. Cố lên. Cố lên chị Nga, em có đồng hồ. 4 cốc rồi. Cố lên 30 giây rồi. Mới giống chị Nga ơi. Nga Sumo. Mai Linh. Cố lên. 40 giây rồi, đây cố lên chị ơi. 2, 4, 5 rồi. Như vậy. Wow. 2, 4, 6. Dễ lắm rồi. Chạy thêm lên. Đi rồi, dễ rồi. Không ra được rồi. Mà tên ơi. Bà xem mà. Sắp về được rồi. 1, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủa mày sạch cốc vào con à. Sạch cốc. Vô đất. Quay một phút. Quay một phút. Quay một phút. Chúc mừng. Ở tay em ơi. Quay một phút luôn nha. Ơi nhưng mà Việt Nam nói là làm vui tươi có thưởng. Em chuyển khoản. 1 2 3. Đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Em cảm ơn anh. Đây ba. Bây giờ anh Hải với Linh em cùng trao thôi. 1 triệu của em nhà nghèo. Ok thì nó cảm ơn. Rồi ba Tân. Thôi anh em mình gán lấy lại 3 triệu nè. Ba chuyển khoản. Con nào. Em chuyển khoản nha. Rồi. Này. À vậy là mình cũng phải đọc cái tài khoản. Thôi nhưng mà anh Hải nha. Rồi, phục lại. Quá đi. Đây là bây giờ là bà tất nhiên chuyển khoản nhưng mà bây giờ Hải tạm thời tạm ứng trước, tí bà chuyển cho con nhá. Rồi. Đây, 1. Quá tuyệt vời luôn. Kiểu này giàu quá. 2. Đây nó là chơi lấy liền. Rồi, chuẩn chưa? Hơn hai củ nữa đúng không? 1. Giàu lắm nhỉ. 2. Giàu lắm chứ. Giàu lắm. Em chuyển khoản cho anh. Anh Hải. Thì chuyển khoản cho anh. Rồi bây giờ là tới anh nè, bây giờ là 30 giây rồi. Bây giờ tới anh nè. À thế đẹp. Để em gán gỡ gạt rồi. Nào ngồi đây. Ngồi đây em cứ gạt chưa? 30 giây nè. Bây giờ lên anh em mình. Thôi thôi, cả chú đấy mà. À không, em không chơi. Anh em cố đi, tăng một thằng, thêm một thằng. Đâu có mắc cái gì đâu. Mắc cái gì đâu. Em biết mất sao. Không chơi luôn. Cháu ơi, lâu rồi. Dạ, cảm ơn mẹ. Dạ, 30 giây là không uống được thì thôi đúng không? Đó, rồi. Không mất gì hết. Rồi, vô nè. Mình chơi là theo chú vậy. Uống vậy. Đây, ai cổ vũ cho anh em con nhá. Đây, uống luôn nè. Chị Nga 3 triệu có ai thêm không nè. Khí tôi ra liền. Anh đang mất 5 triệu mà. Hôm nay đang hoàng hoàng. Đây, em bấm nha. Đưa đi. Quay ra nhỉ. Đây, tao nè.
Bấy video anh. Chuẩn bị bấm nha. Đâu, đây. Rồi. Ok. Từ từ. 30 giây 3 ly nha. Thôi bữa nay mình mới là đúng. Ghế cho em chuẩn bị đi ối à. Mày đứng ở đây. Cố lên, lên. Hậu đứng ở đây. Biết đâu hôm nay là ba anh em mình kiếm 9 triệu nha. Ok, đàng hoàng nha. Nào, chuẩn bị này. 1 2 3 bắt đầu. Tối lên thầy ơi. Ồ, quá dữ rồi. Một ly. Thắng rồi. Chín giây rồi. Ơi, chung nhưng mà một đập luôn. Yeah. Ôi giời, nó có 18 giây. Còn mình thay lại mất. Đây, anh em tôi biết là kiếm 3 triệu nhưng mà nghe chừng hơi khó. Không kiếm được. Được quá, thầy. Lại 2 triệu. Sướng. Chưa bao giờ thầy kiếm gì hết. Thực ra là mình phải biết lượng sức rồi. Anh Phúc, anh mình đây còn đang ngồi như này làm sao mình... Em với thầy cùng nhau cả. Hình như là... Em với thầy nè, giờ cảm ơn cả nhà nha, vô nè. Đẳng cấp rồi. 9 ly. Anh em nhớ muốn mua châu quang bếp thì 1 triệu một cân nhá. Để nước gạc lại tí. Chẩm chéo thì 100.000 một lọ nhá. Em cứ lại mua ba lọ tặng một lọ nhá. Mua riêng mua châu quang bếp đặc bắt mất là bà Tân Vinh Lộc. Mua 3 cân tặng một chẩm chéo tặng tiền. Mua 3 cân thịt châu tặng 1 cân luôn cho uy tín. 3 cân tặng 1 cân. Để cho châu Hải Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy. Hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.